sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của bé Thiên Nhiên. Và xin mời bé Trần Tình Mộng chuẩn bị ạ. Rồi, bây giờ con sẽ giới thiệu cho mọi người lấy thân mình nha. Xin chào các bạn, mình tên là Minh Nhi, năm nay mình 10 tuổi. Hôm nay mình sẽ biểu diễn bài Làng Tôi, mời các bạn cùng lắng nghe. Cảm ơn con và xin mời các bạn sẽ cùng theo dõi phần trình diễn của bé Minh Nhiên.